Đáng mặt đàn anh, đội trưởng Son Heung-min đứng lên kêu gọi ngừng tẩy chay đối với đàn em Lee Kang-in. Vừa qua, vụ xô xát giữa Lee Kang-in và Son Heung-min đã khiến cho giới túc cầu Hàn Quốc dậy sóng. Sự việc diễn ra ngay trước trận đối đầu giữa Hàn Quốc và Jordan ở bán kết Asian Cup 2024 ngày 6 tháng 2, nhưng đến ngày 14 tháng 2, sự việc mới bị phanh phui. Nguyên nhân của cuộc xô xát là do đội trưởng Son Heung-min muốn cả đội cùng dùng bữa tối, nhưng một số cầu thủ trẻ, trong đó có Lee Kang-in, quyết định chơi bóng bàn. Sau một hồi xô xát và tranh cãi, Lee Kang-in đã khiến cho Son bị trật khớp ngón tay. Khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, một làn sóng tẩy chay Lee Kang-in đã diễn ra vì không muốn câu chuyện đẩy đi quá xa, nên sáng nay, ngày 21 tháng 2 năm 2024, đội trưởng tuyển Hàn Quốc Son Heung-min đã đăng tải bài viết nói rằng Kang-in thật sự đã nhìn nhận lại hành vi của mình và gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi thành viên trong đội tuyển, bao gồm cả anh. Heung-min cho biết, Kang-in đã trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn từ sau sự việc đó. Xin hãy tha thứ cho cậu ấy lần này với lòng bao dung. Là đội trưởng của đội tuyển quốc gia, anh mong mọi người hãy tha thứ và để mọi việc lắng xuống. Nhiều fan yêu bóng đá đã có lời khen ngợi đối với đội trưởng tuyển bóng đá Hàn Quốc vì đã có pha xử lý rất khéo léo để giúp giải quyết vấn đề mâu thuẫn cũng như kết nối những thành viên lại với nhau sau vụ xô xát. Các bạn nghĩ sao về hành động này của Son Heung-min? Hãy để lại chia sẻ cho Bình Điều biết với nhé. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ Bình News các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.